Thưa quý vị và các bạn, các hội đồng xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất đề xuất giữ nguyên mức điểm sàn đối với các nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên như các năm 2020-2021. Theo đó, điểm sàn y khoa và răng hàm mặt giữ nguyên mức 22 điểm, cao nhất nhóm ngành đào tạo giáo viên là 19 điểm. Điểm sàn đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022 với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành.